chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Bíp Linh nguyện chia sẻ cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái món bánh nha. Hôm nay mình làm món bánh chuối nè. Ở đây mình có 400 g chuối nha. Mình có 150 g bột năng nè. Mình có 80 g đường cát và một ống vani và một tí xíu muối. Ở đây mình có 150 ml nước lọc nha. Và mình có dầu ăn và cái sửng nè để mà mình hấp bánh chuối nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ nấu cái phần nước đường để mà mình khoa bột nha. Mình cho 150ml nước lọc nè. Và sau đó là mình cho hết cái phần đường cát vô. Và mình cho tí xíu muối này vô luôn nè. Để mà mình sẽ quậy tan cái phần này ra. Và sau đó mình bắt lên bếp để cho nó có cái độ ấm ấm á mọi người. Mình sẽ quậy đều nè để cho nó tan cái phần đường và nó ấm nước thì mình mới quậy cái phần bột năng nha. Mình làm như vậy á thì cái phần chuối á, mình quậy bột như vậy á là cái phần chuối nó sẽ không có bị nổi lên nhiều nè. Chuối nó sẽ hòa quyện vào cái phần bột nha. Rồi cái nước đường của mình như vậy cũng được rồi nè. Bắt đầu nó sôi bọt lăn tăn là được rồi nha. Rồi trong thời gian còn ấm như vậy nè, mình sẽ nhắc xuống và sau đó là mình sẽ quậy bột nha. Mình cho hết cái phần bột năng này vô luôn nè. 150 đến 175 gram bột năng nha. Mình làm bột năng không, mình không có làm bột gạo nha mọi người. Hôm nay mình thử làm cái món bánh này á, bánh chuối bằng bột năng thử cho nó như thế nào nha. Rồi mình cho hết phần bột và sau đó mình sẽ quậy tan ra nè. Cái phần ấm ấm á, mình quậy cái bột á, nó ra nó cũng rất là dễ nè mọi người. Nhớ mình quậy tan hết cái phần bột nha. Đó rồi, mà phần bột của mình như vậy cũng được rồi nè. Nó mình quậy nước ấm thì nó có cái độ sền sệt như vậy. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắt cái phần chuối vô nè. Mình sẽ trộn hết cái phần chuối vô mình cắt nè. Mình cắt miếng tròn tròn nha. Chuối á, thì họ hấp bánh á, nó cũng có nhiều cách. Một á, là mình đập dẹp nè. Mình đập chuối nhuyễn ra. Sau đó là mình trộn với bột mình hấp. Sau đó là mình hấp từ chén hoặc là sửng. Hồi xưa mẹ mình ở dưới quê á, thì hay gói lá chuối làm bánh chuối hấp đùm á mọi người. Ôi ôi ăn rất là ngon luôn. Mà mẹ mình có làm nước cốt dừa vô nữa. Rồi bây giờ mình xắt hết cái phần chuối này. Mình chừa lại hai trái chuối để một hồi mà mình sẽ vào cái sửng rồi á, là mình để lên lớp mặt nữa cho chuối của mình nó đẹp nha. Rồi chuối mình cắt xong rồi nè. Sau đó mình trộn đều lên nè. Đó, mình cho luôn cái ống vani vô luôn nha, cho nó thơm nè. Rồi như vậy là cái phần bột bánh chuối của mình cũng được rồi. Bắt đầu mình cho một tí xíu dầu vô nè. Mình thoa đều trên cái sửng để mà mình hấp bánh chuối để một hồi mình lấy ra nó dễ nha. Rồi mình đã thoa dầu xong rồi. Sau đó là mình đổ hết cái phần bột bánh chuối vô nè. Rồi mình cho cái phần bột vào cái sửng cũng xong rồi. Sau đó là mình sẽ cắt luôn hai cái trái chuối này để mà mình để lên lớp mặt nè. Đó, mình phả đều như vậy nè. Thì cái phần bột với lại cái phần chuối của mình á, nó tương đối là nó đều nhau á, thì cái phần bột nó sẽ không có bị lắng xuống dưới. Thì nó không có một lớp bột và một lớp chuối nha. Chuối nó sẽ đều nhau. Rồi như vậy là mình sẽ cắt cái miếng tròn tròn như vậy luôn nè. Nó mình ép ép trên cái bề mặt. Để một hồi mình hấp chuối á, thì chuối nó sẽ đều trên mặt, nhìn nó rất là đẹp đó mọi người. Rồi mình cắt chuối cũng xong rồi nè. Sau đó là mình đeo bao tay đó, mình ép ép lên trên cái bề mặt chuối
Rồi như vậy là mình đem vô mình hấp thôi. Wow. Rồi thì cái nồi nước hấp của mình á, mình cũng cho nó sôi khoảng 5 phút rồi. Thì bây giờ bắt đầu mình hạ cái phần lửa nhỏ xuống nha. Rồi sau đó là mình để cái sữa chuối vô mình hấp. Chứ đi thôi á, mình để lửa lớn thì cái hơi nó vô tay mình nóng lắm á nha mọi người. Rồi đó, mình để vô hấp nè. Thì mình hấp chuối khoảng chừng 45 đến 50 phút thì là cái phần chuối của mình chín. Thì khoảng tầm 30 phút á thì mình dở ra cho nó hả hơi nha. Rồi mình đậy nắp lại nè. Mình để cái lượng lửa hấp của nó là cái dạng lửa trung bình nha mọi người. Không có lớn quá mà không nhỏ quá. Cái lượng lửa nó vừa vừa là được rồi. Thì sau một hồi được 30 phút rồi nè. Đó, mình sẽ dở ra để cho nó hả hơi tí xíu. Rồi bắt đầu mình đậy nắp lại, mình hấp tiếp cho nó chín luôn nha. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Cái màu bánh của nó nè, lên cái màu bánh rất là đẹp luôn nè mọi người. Rồi mình đậy lại, mình sẽ hấp tiếp khoảng chừng 15 đến 20 phút nữa là cái phần bánh của mình chín nha. Sau một hồi 20 phút nữa thì cái bánh của mình cũng chín rồi nè. Đó, rất là hấp dẫn luôn, vàng ươm luôn, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha mọi người. Rồi như vậy là mình tắt bếp, mình để nguội ha, mình để một bên. Mình sẽ để nguội cái phần bánh này. Sau đó là mình sẽ tiếp tục mình làm cái nước cốt dừa để mà mình ăn kèm với lại bánh chuối nha. Thì ai ăn nước cốt dừa thì mình làm nước cốt dừa, còn không á thì mình để mình ăn bánh chuối không gì cũng được nha. Rồi. Wow, rất là hấp dẫn luôn mọi người ơi. Thì cái phần nước cốt dừa, ở đây mình có một chén nước cốt dừa nè, tương đương với 100 cà gam nước cốt dừa nha mọi người. Sau đó mình cho một muỗng ăn cơm bột năng nè, mình cho một muỗng bột năng luôn. Rồi sau đó là mình cho tí xíu muối nè. Rồi mình cho thêm 3 muỗng đường cát nữa nha. Thì ai ăn ngọt thì mình cho nhiều hơn, còn ai ăn vừa thì mình cho 3 muỗng là được rồi nha. Rồi sau đó mình quậy đều lên nè. Mình quậy cho bột với lại đường nó sẽ tan ra. Rồi bắt đầu mình bắt lên bếp là mình khuấy nha. Mình sẽ cho thêm một cái ống vani nữa để cho tạo cho cái nước cốt dừa của mình nó thơm á. Rồi sau đó mình cho cái ống vani vô luôn nè. Rồi mình quậy đều lên, bắt đầu mình bắt lên bếp được rồi. Nhớ mình bắt lên bếp là mình để cái lửa riu riu thôi, mà mình quậy đều tay nha. Chứ để hồi cái đường á và cái bột á nó lóng xuống cái phần đít nồi á thì nó khét, cái phần nước cốt mình không được ngon. Rồi cái phần nước cốt của mình như vậy cũng sệt lại rồi nè. Đó, chỉ cần mình để nó sôi tí xíu nữa là mình tắt lửa được rồi nha. Mình làm nước cốt lỏng lỏng như vậy nè thì nó nguội á, thì nó sẽ đông lại, nó đặc lại là ngon nha. Chuối mình nguội là mình thưởng thức được rồi nha mọi người. Wow, rất là hấp dẫn luôn nè, thơm quá. Rồi như vậy cái phần nước cốt dừa của mình và chuối của mình cũng xong rồi. Mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng thưởng thức cái món bánh chuối hấp nha. Wow, nước cốt dừa nè mọi người ơi, nó rất là hấp dẫn luôn. Rồi thôi mình cũng kết thúc clip tại đây nha. Mình chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, luôn luôn lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha.